Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông cáo báo chí. Từ 11 giờ ngày 22 tháng 3 đến 11 giờ ngày 23 tháng 3 ghi nhận 1.903 trường hợp. Trong đó, ca bệnh là F1, 1.162 ca. Ca bệnh là người từ tỉnh khác về, 1 ca. Ca bệnh ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây, 740 ca. Các huyện thành phố ghi nhận ca bệnh trong ngày. Tam đường, 110 ca. Phong thổ, 249 ca. Xìn Hồ 408 ca, Than Uyên 247 ca, Tân Uyên 164 ca, Mường Tè 216 ca, Nậm Nhùn 190 ca, thành phố Lai Châu 319 ca. Huyện Tam Đường 110 ca, trong đó 66 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn, 44 ca ngoài cộng đồng huyện Phong Thổ 249 ca, trong đó 177 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn, 72 ca ngoài cộng đồng. Huyện Sinh Hồ 408 ca, trong đó 321 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn, 1 ca là người về từ tỉnh khác, được quản lý ngay khi về, 86 ca ngoài cộng đồng huyện Than Uyên 247 ca, trong đó 93 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn, 154 ca ngoài cộng đồng. Huyện Tân Uyên 164 ca, trong đó 76 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn, 88 ca ngoài cộng đồng, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Mường Tè 216 ca, trong đó 102 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn, 114 ca ngoài cộng đồng. Huyện Nậm Nhùn 190 ca, trong đó 146 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn, 44 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Lai Châu 319 ca, trong đó 181 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn, 138 ca ngoài cộng đồng.